Cho nên yêu cầu Sơn hát nhạc ngoại quốc. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một bài hát pháp rất nổi tiếng của ca sĩ Jean-Michel François. Nếu tình yêu còn tồn tại, xin mời quý vị thưởng thức. Si l'amour existe encore,
Đúng rồi quý vị. Cho tụi em sổ số. Ok, one more song. Lát nữa đây có một quý vị yêu cầu Sơn hát con trai thời nay, nhưng mà để chút nữa Sơn sẽ quay trở lại hát cho quý vị nhé. Bây giờ xin chuyển sân khấu lại cho ban tổ chức.